Xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình có một cái đơn hàng vừa mới in xong và mình chuẩn bị để bàn giao cho khách hàng. Thì đây là một cái đơn hàng rất là đặc biệt, bởi vì cái yêu cầu khách hàng là phải đảm bảo, thứ nhất là cái bản in là bắt buộc là phải đồng đều màu sắc với lại cái mẫu mà của khách hàng cung cấp cho mình. Cái thứ hai nữa là về chất lượng sản phẩm thì yêu cầu là phải tất cả phải đồng đều nhau tuyệt đối luôn. Có nghĩa là chỉ có đạt chất lượng là hoặc là không đạt, chứ không có cái chuyện là cái này là gần được hay là cái này là gần giống, là không có chuyện đó. Yêu cầu là phải đảm bảo như vậy. Và một cái đặc biệt nữa là khách hàng sẽ cử những cái QC và để xuống để kiểm tra trực tiếp tại xưởng in của mình trước khi mà hàng chuẩn bị được giao cho khách đó. Và để đảm bảo những cái tiêu chí này thì mình sẽ chia sẻ một số cái yêu cầu cũng như là để có thể đảm bảo được chất lượng bản in. Cái tiêu chí đầu tiên mà mình muốn chia sẻ đó chính là cái phần vật liệu của đề can khi mà mình sử dụng trong cái đơn hàng này. Thì vật liệu đề can này đó chính là đề can của Hàn Quốc, Made in Korea. Đây là dòng đề can Made in Korea có chứng nhận xuất xứ rõ ràng. Và đặc biệt ở đây đề can này là chất lượng đề can rất là ổn định. Màu sắc rất là sống động và cái chi tiết in sắc nét. Đặc biệt là cái độ bám dính keo của đề can này là ứng dụng cho nội thất, bám dính keo rất là tốt và đảm bảo cái độ bền lâu dài trong quá trình sử dụng. Thì đề can nó sẽ rất là ít bị co rút lại so với những cái dòng phổ thông khác trên thị trường hiện nay. Đối với những cái đơn hàng mà khách hàng của mình nó yêu cầu cao về chất lượng thì bắt buộc là mình phải chọn cái vật liệu đầu vào phải đảm bảo những cái tiêu chí mà về độ bền, về chất lượng đồng đều với nhau. So sánh với những cái dòng đề can mà thông dụng ở trên thị trường hiện nay thì vật liệu đề can mà sản xuất từ Hàn Quốc thì chắc chắn là nó sẽ có giá thành nó cao hơn một chút. Tuy nhiên thì về cái yêu cầu của khách hàng mình thì chắc chắn là họ cũng sẽ hiểu vấn đề là giá cả thì cũng sẽ đi đôi với lại chất lượng. Thì do đó với lại trong cái đơn hàng này thì yêu cầu chất lượng cao, cho nên là mình phải chọn lựa những cái vật liệu để đáp ứng được những cái tiêu chí mà khách hàng đưa ra. Cái thứ hai là mình muốn chia sẻ đó chính là cái việc mà mình sử dụng cái dòng máy in để sử dụng cho đơn hàng này. Đó chính là mình sử dụng máy in UV của Mibaki Nhật Bản. Thì ưu điểm của dòng này thì thứ nhất là cái khổ in rất là lớn, thì mình có thể in cả hai cuộn 1,5 m song song cùng lúc, thì nó tăng được cái năng suất sản phẩm lên. Cái thứ hai nữa là máy in của Nhật thì cái chuẩn in nó cao rồi, tiêu chuẩn nó cao rồi, nó sẽ đảm bảo cái việc mà đồng bộ màu sắc cho bản in từ đầu đến cuối. Thì mình vận hành cái máy này cũng 3 năm thì mình rất là thích cái vấn đề này. Bởi vì trước đây thì khoảng 3 năm trước mình cũng có xài những cái máy của Trung Quốc. Thì thời buổi ban đầu thì có thể là lúc mới mua thì sử dụng rất là ngon, nhưng mà trong quá trình in thì nó sẽ hay bị tuột mực, dẫn đến cái việc hư hại, hư hao hàng hóa của mình trong quá trình mình vận hành rất là nhiều. Đó, thì khi mà mình tìm một cái giải pháp khác mà mình thay thế, và mình đã tìm hiểu cũng như là mình quyết định mình chọn cái dòng máy in cao cấp từ Nhật Bản để mà đáp ứng được những cái tiêu chí sản xuất của bên mình. Thì đa số những cái đơn hàng bên mình đó thì đòi hỏi những cái tiêu chí rất là cao từ khách hàng, đặc biệt là đối với những cái đơn hàng mà họ sử dụng in ấn này trong cái việc nội thất cũng như là xuất khẩu hàng hóa đi sang những cái nước bên nước ngoài. Thì mình thấy là đa số khách hàng rất là hài lòng về cái chất lượng in ấn này. Có mấy anh VC thì hay qua kiểm tra, mà mấy anh hay nói là ở xưởng mình in đó thì mấy anh kiểm tra hàng rất là thích, bởi vì hầu như là không có hư hại nhiều. Còn mấy anh hay đi những cái xưởng khác có thể là hư hàng hết hoặc là in nó lại rất là nhiều cái tông màu đậm nhạt khác nhau, thì dẫn đến là đôi khi là rất là khó cho họ để mà họ quyết định là cái chất lượng sản phẩm hàng hóa nó như thế nào. Cái thứ ba mà mình muốn chia sẻ đó chính là cái việc mực in. Thì ngoài cái việc mấy in nó phải chuẩn rồi, thì yêu cầu là phải cái đầu vào nó là một cái những cái mực loại mực in nó phải đảm bảo những tiêu chí nhất định phù hợp với lại dòng máy này. Thì ở đây là đối với dòng máy in của Mibaki Nhật Bản thì đi đôi với nó chính là cũng cái hệ mực cũng sản xuất từ Nhật Bản đó. Thì Made in Japan, các bạn có thể nhìn thấy rõ đây là máy in hệ 7 màu. Nó sẽ xài ngoài cái 4 màu cơ bản của CMYK thì nó có thêm những cái màu lai xanh và màu lai đỏ, cũng như là có kể cả vận hành được cái màu mực trắng rất là đặc biệt. Ngoài cái việc là mực in Made in Japan thì nó là loại mực nó có chứng nhận về an toàn cho sức khỏe cũng như là thân thiện với môi trường.
Cái ưu điểm đặc biệt của dòng mực mình đang xài ở đây là theo chính hãng là họ sẽ bảo hành màu sắc ở ngoài trời 24 tháng, còn trong nhà thì chắc chắn là chúng ta sẽ sử dụng được cái độ bền nó sẽ lâu dài hơn rất là nhiều. Cái ưu điểm thứ hai nữa là đối với hệ mực mà khi mình sử dụng á, mặc định nó là chỉ 4 màu, nhưng mà với hệ mình đang xài của máy in này là 6 màu, thì nó sẽ cho cái độ tương phản của bản in của chúng ta, cái màu sắc độ tương phản rất là cao, nó bản in nó sẽ sống động hơn. Đối với những màu sắc chuyển thì nó cũng sẽ cái độ mịn màng nó sẽ mịn màng hơn so với những cái hệ in 4 màu. Và cái tiêu chí cuối cùng mình chia sẻ ở đây đó chính là vấn đề về kỹ thuật cũng như là cái kinh nghiệm của mình trong quá trình mà mình in ấn những cái đơn hàng như thế này. Đối với đơn hàng này thì khi mà mình nhận được cái mẫu màu từ khách hàng đưa ra, họ gửi từ nước ngoài về, thì mình cũng không biết là họ sử dụng máy in gì và mực in gì. Tuy nhiên là mình phải làm sao để đảm bảo được là với lại cái vật liệu mình đang sử dụng và với lại cái máy in của mình phải in ra được cái màu làm sao để đảm bảo tương đồng nhất so với cái mẫu mà khách hàng cung cấp cho mình. Đây là cái bản mẫu màu của khách hàng duyệt, đây là sản phẩm mình đã nắn ra, thì phải đảm bảo được cái độ màu sắc đồng đều giữa bản mẫu và bản in. Trong quá trình vận hành thì kỹ thuật bên mình phải luôn kiểm tra cái bản mẫu mà khách hàng đã duyệt với lại những cái bản in khi mà máy in ra, và thường xuyên liên tục như vậy để phải làm sao đảm bảo được cái độ đồng nhất về màu sắc trong tất cả những cái sản phẩm in ấn trong đơn hàng này. Mình vừa chia sẻ các bạn một cái đơn hàng rất là đặc biệt mà bên mình đã hoàn thành và chuẩn bị để bàn giao cho khách hàng của mình. Các bạn có thắc mắc gì liên quan tới vấn đề về in ấn, về kỹ thuật, về vật liệu, về đề can thì các bạn cứ để lại comment bên dưới video, mình sẽ giải đáp cho các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé.